mạng xã hội, khi người ta lập ra một trang mạng xã hội thì đó là một cái điều tốt, mở ra cho người ta nhiều cái phương tiện giải trí hơn. Nhưng bên cạnh đó đương nhiên nó sẽ kèm theo một cái hệ lụy. Và vấn đề ở đây, cái nhận thức của mỗi con người khi tiếp cận một cái trang mạng xã hội và mặt trái của mạng xã hội nó là như thế nào, và những cái thông tin gì trên mạng xã hội chúng ta cần nên thật tỉnh táo và cần phải kiểm chứng lại để xem tình hình như thế nào. Tại vì ở qua đây á, có những cái sự việc mà diễn ra trên Facebook rồi có một số, có nghĩa là họ không cần biết tính chất sự việc nó có đúng như vậy hay không, rồi mục đích của người quăng lên Facebook này nó là gì, rồi bắt đầu a dua kèm theo tạo thành một cái gọi là một cái làn sóng dư luận, để mà có thể rằng bất chấp một cái sự việc gì mình không cần biết, không cần biết được. Ví dụ điển hình như mấy ngày hôm nay các anh chị cũng nghe một cái clip, và các anh chị xem một cái clip ở cái chung cư Galaxy ở quận 4, đúng không? Một vị gọi là coi như là cựu viện kiểm soát của Đà Nẵng đó. Nhưng mà các anh chị phải hiểu rằng ở đây như thế này, một đoạn clip đưa lên đó là một đoạn clip đương nhiên là sự thật, còn sự việc diễn ra như thế nào mình cần phải đợi cơ quan chức năng nhà nước người ta tiến hành làm việc, từ đó chúng ta có được cái nhìn nhận nó đúng hơn cái sự việc này. Các anh chị, có một số người họ chỉ nhìn thấy thôi, họ đã dội vàng phán xét sự việc. Rồi có những người có nghĩa là lợi dụng cái thông tin này đi tìm đến nhà của cái ông cựu viện kiểm soát của Đà Nẵng này nữa. Đó là gì? Có nghĩa là mình đã đừng cho rằng mình có một chút tiếng nói, cho rằng mình làm việc này là được cộng đồng ủng hộ. Ủng hộ, nhưng các anh chị phải biết mình phải tôn trọng luật pháp Việt Nam. Không thể nào mình gọi là cầm đèn chạy trước ô tô được kiểu đó nha. Thì bên cạnh đó, ở đây em xin chia sẻ thêm các anh chị một cái bài báo ngày hôm nay đó, mà em gọi là cái tiêu đề em ghi là em bức xúc cái nhà báo này. Tại sao vậy? Cái vấn đề đầu tiên, một cái bài báo này trên Vietnamnet đó, thì các anh chị nào ngày hôm nay á, có xem báo Vietnamnet thì các anh xem cái bài trong cái bài thông tin đa chiều á, chào Nguyễn Quang Dũng. Thì ở đây á, đầu tiên là cái phóng viên này đi vào cái tiêu đề thì cũng rất ok nè. Nhưng mà ở một cái điểm á, khi cái đoạn chốt của cái bạn viết này thì phải nói là một người mà làm báo thật đối với em nha, tay này không có lương tâm. Ở đây nó như thế này các anh chị. Dâm ô sàm sỡ phạt 200.000, công lý đám đông sẽ lên ngôi nha. Thì ok, cái tiêu đề thì cũng không vấn đề gì đi, nhưng quan trọng nhất là cái nội dung ở phía sau của cái bài báo này đó. Đây em, bài báo thì nó cũng tương đối dài, nhưng mà cái đó thì Nam Nguyễn cũng tùy thôi, Nam Nguyễn tùy theo cái ấy thôi. Ví dụ như quan trọng nhất là gì, cái gì cũng vậy, Facebook nó cũng sẽ có một cái quản lý có cái sự sơ hở, thì chính vì cái sơ hở này nó mới dẫn đến những cái hệ lụy hay là những cái hiện tượng, đúng không? Họ lợi dụng vào cái sự của Facebook này, những cái kẽ hở này để họ làm những cái điều đó thôi nha. Em xin đọc sơ lại cái bài báo này để cho anh chị. Xã hội đang dậy sóng với vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái trong thang máy ở chung cư Galaxy thành phố Hồ Chí Minh, nhưng rất có thể sẽ lại chưng hửng với án phạt 200.000 cho 200.000 đồng cho hành vi phải được gọi đúng tên, đó là dâm ô với trẻ em nha. Thì cái bài báo đầu tiên đi vào thì đem đọc sơ qua đi, lúc đầu chúng ta cùng đi vào phân tích từng cái câu trong này nha. Nói như vậy bởi lẽ nếu nhìn vào văn bản pháp luật hiện hành và tiền lệ xử lý các vụ việc tương tự, sẽ thấy pháp luật của chúng ta đang bất lực thế nào với những hành động phóng túng này ha. Thì ở đây các anh chị nhìn này, một nhà báo mình nêu lên một cái hiện tượng của xã hội mình cần để cảnh tỉnh cho những người khác, thì ở đây các người làm báo người ta phải có cái tâm. Ở đây dùng cái từ bất lực là một cái điểm mấu chốt rồi nha các anh chị.
Bộ luật hình sự năm 2015 tuy có sửa đổi nhưng vẫn chưa đưa ra được câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi thế nào là hành vi dâm ô. Văn bản pháp luật gần nhất đưa định nghĩa này lại là một thông tư liên tịch từ năm 1998, hướng dẫn bộ luật hình sự năm 1985. Chào anh Ngọc Anh. Trong đó quy định hành vi dâm ô là hành vi của người phạm tội như sờ, bóp vào các bộ phận kích thích tình dục của trẻ em hoặc buộc trẻ em phải có hành vi như sờ, bóp vào các bộ phận kích thích tình dục của người đó hoặc của người khác nhưng không có dấu hiệu giao cấu với trẻ em nha. Định nghĩa này tiếc thay lại bị giới hạn tại bản tổng kết và hướng dẫn đường lối xét xử tội phạm hiếp dâm và một số tội phạm khác về mặt tình dục của Tòa án Nhân dân tối cao từ năm 1967. Đó. Thì ở đây không biết là cái bạn làm tác giả của bài báo này họ dựa trên cái vấn đề gì thì em chưa xác định được ha, thì em không bàn cãi. Nhưng khi về cuối đó, thì ở đây á, cơ bản là anh ta cũng đưa được cái điều 1 chấm D mục 3 trong cái bộ luật hình sự về cái hành vi dâm ô nha các anh chị. Nhưng mà khi ở đây em càng bức xúc nè, khi về dưới cái đoạn kết tại bài báo này nó cũng tương đối dài, thì em đọc thì nó hơi mất thời gian, nhưng mà em chỉ cái đoạn kết thôi. Đây từ em chào anh Danny. Từ trước nay pháp luật coi là một công cụ hữu hiệu để răn đe trừng phạt các hành vi vi phạm, và người ta cho rằng án phạt 200.000 đồng không đủ sức răn đe. Pháp luật được đưa ra để hướng đến sự hài hòa, và một trong những sự hài hòa mà xã hội mong chờ chính là cảm giác công lý mà pháp luật đem lại. Đúng chưa? Cái câu này thì vẫn ok nè. Thiếu vắng pháp luật thỏa đáng, những uẩn ức hận thù của gia đình nạn nhân và xã hội không có chỗ để thi hành, và nó sẽ chuyển thành những hành vi dưới dạng công lý đám đông, rồi đến lượt gia đình của kẻ gây hại khi gánh chịu hành vi công lý đám đông đó cũng sẽ nuôi trong mình những sự uẩn ức và tìm cách trả thù vòng luẩn quẩn cứ thế kéo dài. Pháp luật vốn dĩ tạo ra để chấm dứt vòng luẩn quẩn đó, không có pháp luật thỏa đáng, sự uẩn ức của người dân sẽ không có cơ hội tháo ngồi. Khi không có cơ hội tháo ngồi, cơn giận dữ sẽ đổ dồn vào kẻ gây hại bằng những hình thức thiếu kiểm soát nhất, rồi oán giận lại chất chồng. Cảm nhận an toàn không còn, lòng tin vào nhau biến mất, uy tín chính quyền hao mòn, vốn xã hội tiêu tan. Tất cả có thể giải quyết nếu chính quyền biết ưu tiên giải quyết lỗ hổng này của pháp luật. Đó. Rồi cái câu kết nữa là tháng năm tới Quốc hội sẽ họp, trong trong chương trình nghị sự chưa xuất hiện bất kỳ sáng kiến lập pháp nào để giá đi lỗ hổng của pháp luật mà chúng ta vừa bàn. Lẽ ra phẩm giá và quyền bất khả xâm phạm thân thể phải là vấn đề được đưa lên hàng đầu trong chương trình nghị sự mới đáp ứng ngay được đòi hỏi của cuộc sống và của người dân. Ở đây em muốn nói thêm là cái câu của bạn này, thứ nhất là tháng 5 tới đây đúng không, thì có một chương trình nghị sự của Quốc hội, nhưng bạn ấy làm gì biết được chương trình Quốc hội người ta làm việc gì như thế nào, và vấn đề này được mổ xẻ ra sao, làm sao bạn ấy biết mà bạn ấy lại lên một một câu là bạn ấy không thấy một cái ý kiến nào. Thứ nhất bạn ấy cũng chỉ là một phóng viên báo bình thường, không phải một đại biểu Quốc hội, thì làm sao hiểu được những vấn đề này mà bạn ấy đưa ra chất vấn. Cái thứ hai nữa, một người làm báo có tâm, khi mình viết một bài báo nêu lên một cái hiện tượng ở xã hội để cho người dân phòng tránh, đó là một điều hay, và cái những cái thông tin cần đến tai những người để người ta cảnh giác đúng, nhưng không phải vì dùng cái ngòi bút của mình để đả kích, đã nâng cao cái quan điểm đây, ở đây đả kích và nâng cao cái quan điểm là tại sao cái anh nhà báo này anh phải ghi một câu là sự giận dữ sẽ đổ dồn kẻ gây hại, đúng không? Thay vì bạn thừa biết đó là cái bản năng của mỗi con người.
khi ví dụ mình là một nạn nhân của một sự việc gì, đương nhiên cái sự uẩn ức nếu như pháp luật không trừng trị thỏa đáng, đúng chưa? Nhưng mà người này ít ra họ làm báo thì họ phải biết được cái hệ lụy khi mình tung hô và mình chẳng những không ngăn ngừa mà mình lại ủng hộ đi những cái điều này, thì có phải là điều tiêu cực hay không? Thì chính vì một người làm báo như thế này thì vô tình trở thành một cái công cụ cho để những người khác họ xuyên tạc thêm. Chào Rino Nguyễn. Ở đây em xin thưa thêm rằng, ví dụ như cái sự việc này, đúng chưa? Một cái hành động và dẫn đến sự việc như thế, thì điều đầu tiên chúng ta phải xem sự việc này từ gia đình của người nạn nhân, ý kiến từ mọi người chung quanh, ý kiến của người đàn ông đó như thế nào, thì chúng ta hãy lắng nghe cơ quan hành pháp họ phán quyết, thì đó mới là thật. Xin lỗi các anh chị. Còn ở đây cái người dân của chúng ta khi thấy một cái thông tin trên mạng xã hội thì vội vàng đánh giá và quy chụp cho người kia là người đó người ta có tội. Ở đây em không phải là vấn đề là em mình nói theo kiểu mà mình gọi là nói mình bao che cho hành cái hành vi không có rõ ràng. Và thứ nhất á, là phải đợi cơ quan chức năng họ có thẩm quyền để họ quyết định được sự việc, chứ không phải mình chỉ nhìn thấy rồi mình lại khẳng định được cái việc đó, mình lại đổ tội cho người ta. Tại vì cái hành động rõ ràng mình nhìn thì đương nhiên nó là như thế, nhưng mình biết được rằng là người này, cái ông này với đứa bé là như thế nào, có phải láng giềng hàng xóm với nhau, và gia đình cần phải có những cái ý kiến như thế nào, thì chúng ta lúc đó chúng ta mới. Mạng xã hội nó là một cái xã hội thu nhỏ, và ở đây có những người họ không hề nghĩ rằng là một cái nơi để mà họ muốn nói gì họ nói, đúng không? Họ muốn đánh giá một con người như thế nào là họ đánh giá, họ bất chấp. Thì ở đây những người, em mong rằng là các anh chị hay là các cô chú bác, những người đã tiếp xúc mạng xã hội, thì khi thấy một thông tin gì cần nên một thời gian để mình kiểm chứng, rồi á lúc đó mình nhận định nó cũng chưa có muộn. Tại vì á, các anh chị mình khi mình đặt mình vào cái vị trí của người ta đang phải gánh phải một cái áp lực đó, thì mình sẽ hiểu được và cái cách xử sự như thế nào để cho cái xã hội mình nó được công bằng và nó được gọi là tốt đẹp hơn. Và ví dụ như một cái mạng xã hội nó mang lại cho mình những cái thông tin tốt hơn, mình có được, mình học hỏi từ những cái trang mạng xã hội nó là cái gì, đúng không? Còn ở đây em nói là một cái bài báo mà họ khi họ họ chốt lại, ví dụ như họ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền phải điều tra làm rõ hơn và phải sớm nhất có thể, thì như thế mới gọi là cái tính thực chất tuyên truyền để cho người dân họ hiểu rõ hơn. Một sự việc gì thì cũng cần có luật pháp và pháp luật, chứ không phải là do một cái người dân mình tự mình mở lên tiếng nói là được.